của mình. Thì hôm nay theo như các bạn đã thấy, mình đang cầm một cái kỹ đánh thuốc là tiếng Việt là đánh gôn, theo một nước ngoài đọc kiểu phương Tây là đánh gốt thì thôi, chứ thật ra là bình thường mình nói đánh gôn thôi, nhưng mà tại do là mình học lên trường tổ, mình quen luôn rồi, quen cái cách nói như vậy luôn rồi. Ok, thì hôm nay mọi người thấy ở nhà mình có một cái này rất là kỳ lạ đúng không? Thật ra đây chính là một cái thảm cỏ để cho mình tập đánh gôn chung vào lỗ. Thì ở đây nó có 5 cái lỗ, 3 màu đỏ, 1 màu vàng và 1 màu xanh. Nó rất là đẹp và nó có giống như là kiểu chơi địa hình đó mọi người. Ở đây nó đang bằng phẳng luôn mọi người. Thật ra là có thêm một cái miếng màu đen nữa phải đổ dưới đây nữa, nhưng mà miếng màu đen đó là mình có đâu rồi, là ở ngay địa hình đang bằng phẳng luôn mọi người. Lên tới vô lỗ nè, nó lên trên đây luôn đó. Còn đây con mình hồi bữa con mình mua 5 trái bóng mà. Đây nè mọi người nhìn đi, là lúc mà đánh vô sẽ như thế này đó, phù hợp với 5 lỗ luôn, hoặc là mọi người có thể chung một lỗ, không còn nhất thiết phải 5 lỗ. Nếu mà mọi người nhất thiết 5 lỗ thì làm nó sẽ rất là khó, cho nên là mọi người cứ bình thường thôi, chơi tập thôi mà, đâu có chơi thi gì đâu. Đây 5 quả bóng nha, để chơi nè. Quả bóng này mình lưu ý với mọi người là không nên chọi hoặc là chơi kiểu như là chơi đá hoặc là chơi đập xuống đất vậy nè. Chơi vậy nó sẽ rất là nguy hiểm nè. Cái banh này rất là nặng nha. Đối với mình thì nó không nặng lắm, nhưng mà thật ra là nó cũng rất là nguy hiểm nếu mà quăng là bể đầu luôn đó. Còn quăng dưới đất là hư nền nhà. Còn đá banh là đau chân lắm, cho nên chạy. Ok, vậy là sẽ có 5 chiếc bóng rồi, cái 5 lượt để mình chơi nha. Mình sẽ để đây. Đây là cái bệnh hồi của ba mình mua nè. Thật ra trống này ba mình mua trên mạng đó đó, chứ không có phải là ở ngoài quán đâu mọi người ơi. Mọi người có thể lên mạng tìm hiểu và xem. Thì ba mình sẽ đặt ở trên Lazada, Shopee hoặc là Tiki hoặc là vân vân, những cái ứng dụng khác. Mà ba mình thì thích Lazada hơn, dù nó hơi mắc một chút nhưng mà thật ra là nó hơi mắc so với Tiki và Shopee, nhưng mà nó vẫn rất là chất lượng đó. Đây ba mình đã lượm rất là lâu nha, chất lượng nữa là một ngày thôi, thì một ngày hoặc là một ngày gì đó hoặc là hai ngày, thì ba mình đã quyết định ra được một cái bát thải thế này. Nó to, nó hơi to nha. Còn nhà ai mà nhỏ hơn nhà mình một chút á thì đừng nên mua, tại vì nó sẽ hơi to so với diện tích á, cho nên nếu mà mọi người muốn mua mà nhà mình nhỏ quá thì mọi người phải mua cái tấm thảm nhỏ hơn một chút. Còn nhà mà kiểu bằng giống mình á thì nên mua cái tấm thảm riêng được. Còn nếu mà nhà to rất là to luôn, hoặc là có một cái sân riêng để chơi đánh gốc nè, hoặc là vân vân gì đó, thì có thể một cái to hơn, hoặc là để cái này thì vẫn không sao, tại vì nó vẫn không có chiếm diện tích nhiều lắm. Thì nhà mình ở đây cái phòng khách thì chỉ có cái ghế sofa to này với lại là có cái bàn thôi. Nhà mình chỉ cần đẩy cái bàn trong chút thôi là có thể nhường chỗ để đựng cái này. Ở đây thì nó sẽ có một cái vòng eo như thế này đó, mọi người sẽ để cái vòng eo phía ngoài để nó bớt chiếm diện tích đi. Thì hồi sáng hồi trưa đó ba mình đã để cái vòng eo này vào trong thì nó rất là chiếm diện tích, nhưng mà nó lại rất là dễ để mọi người có thể quýnh đó. Đây mọi người có thể đứng ngoài đây thì rất là dễ, nhưng mà nhà mình thì hơi nhỏ nên mình để đây, thành ra là mình để ở đây thì cái lưng của mình nó ép sát tường thì nó không còn tự nhiên, cái lưng của mình không còn tự nhiên để mình đánh nữa. Nói chung là nó cũng vậy, là dễ chơi. Thì mình chưa học được, mình không có học đánh gốc, nhưng mà mình đánh hơi vô nhiều lỗ, vô lỗ nhiều hơn ba mình một chút, không nhiều lắm luôn, có một chút nữa đó. Thì hồi sáng hồi trưa con mình với ba mình có tổ chức ra một cuộc thi, đó là chơi thi với nhau để coi là hai cha con chơi ai sẽ đánh vào lỗ nhiều hơn. Thì ba mình đánh vô được đúng đó, là đầu tiên là đánh vô được một lỗ nè, cái thứ hai đánh vô được hai lỗ là ba trái rồi đó. Còn mình rồi đầu hai lỗ lần ba, ở lỗ lần hai lần một thì được có hai trái à.
lần hai mà nó như thế nào. Nhưng mà không sao, mình sẽ phục hồi. Thì hồi từ lúc trưa tới giờ, lúc 3 giờ tới giờ thì mình đã ngồi mình tập luyện ngồi rất là nhiều, thì mình cũng vô cũng được rất là nhiều. Hầu như là mình vô hai trái của một đỏ nhiều hơn là từ trái là từng lỗ. Thì hồi sáng mình cũng đã thử rồi thì từng trái là từng lỗ được luôn đó. Thật ra là mình chơi đến cuối đó là nó nhiều hơn cái số lượng này đúng không ba? Đúng vậy, nó nhiều hơn cái số lượng này. Nhưng mà cái này là mình đang tập mà, đâu có bị mất gì đâu. Thật ra là chỗ đánh cốt của mọi người là nó sẽ có một cái máy kiểu như là mình đi cái bóng này rồi á, mình sẽ có một cái bóng khác rồi cái máy đó nó đưa ra đúng không ạ? Cái xong mình sẽ lấy cái này mình gạt thôi. Đó, nãy giờ mình đã ngon mình tập thì mình gạt. Mình đã gạt rất là nhiều. Mình gạt rất là điêu luyện luôn. Gạt mình nó chạy như cái đó nha. Xong rồi mình lấy chân mình gấp lại ra vậy nè. Đó nó rất là tiện, bởi vậy nên nó có bạn chân nó tiện lợi ghê á. Nó chỉ biết đi được thôi chứ không làm được cái quái gì hết. Nhưng mà thật ra nó đã có cái công dụng mới đó là gấp thêm trái bóng tiếp đi. Đó, thật ra là làm gì để cho mình cái tay mình á, mình cúi xuống mình sẽ rất là mỏi lưng, đau lưng nhức mỏi toàn thân. Cho nên là thật ra là tập cái này nó cũng mỏi lắm mọi người, rất là tốn thời gian với lại là tốn tiền nữa. Tiền là một cái quan trọng đó, không có gì mà phải tốn tiền hết á. Không phải không học cái gì là không tốn tiền đâu mọi người ơi, làm cái gì cũng phải có tiền mọi người hiểu không? Đó là trả lời đâu đó. Đầu tiên đó là phải cần kiên trì, phải hết sức là kiên trì mới làm được. Ok thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vô luôn nè. Thì mình sẽ đánh thử cho mọi người coi, mình không có chuyên nghiệp gì hết, mình chỉ đánh thử thôi để test thử cái mấy cái này cho mọi người nè. Rồi cái này mình hơi hơi giữ em sát tường quá nên là cũng không có kiểu người đánh được á. Một là mình phải xuất tên dày, hai mình phải xuất xuống, hoặc là một cái ép sát tường giống như mình ngồi vậy đó mọi người. Dựa đó, đó mình đánh à, bị fail rồi mọi người ơi, quả này không vô nha. Đó, thì đây. Ok, bây giờ mình sẽ đánh tốc độ cao như thế này cho mọi người coi nha. Mọi người phải canh làm sao mà cho cái tốc độ nó vừa phải thôi. Tại vì mình đang tập ở nhà chứ. Chứ nếu mà mọi người mà tập ở ngoài sân á. Trời ơi, ngày mai kiểm toán. Thì mình sẽ thì mình sẽ đánh rất là mạnh. Thì ba mình mới học được cái tới đoạn này à, kiểu vậy nè. Đó, tới đó thôi, tới đó là ngưng. Hoặc là tới đây nè. Đó, mà nhà mình nhỏ nên mình không có dám đánh qua đầu luôn. Với lại là mình cũng mới biết đánh chỉ sơ sơ đánh vậy thôi nè. Đó, vô lỗ gì thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đánh thử nha. Đi chết. Thôi kệ đi, trái đó lát nữa mình động sau ha mọi người. Bây giờ mình sẽ dùng kỹ thuật của đôi chân, ở độ của bàn chân để mình gấp những trái banh ra. Gấp trái banh rất là trời ơi, ngày mai kiểm toán. Kệ đó đi mọi người ơi, mất ba mình mua cái mới. Mà đó tiền của ba mình, chứ đâu phải của mình đâu đúng không? Xém vô mọi người ơi, thì thật ra là đi đánh gốc á, là nếu mà ví dụ nha mọi người qua đây, mọi người qua đây, thì nếu mà đánh gốc á, thì nếu mà mọi người đánh mà gần tới cái lỗ á, hoặc là tới bất cứ nơi nào ví dụ đi đang ở đây là đúng không, thì mình phải chạy tới cái nơi đó. Tại vì hồi xưa ba mình có cài đặt một cái ứng dụng đó là chơi gốc mà kiểu tưởng tượng á mọi người, tưởng tượng trong trí tưởng á, ở lộn trong cái não của mình á. Thì ba mình chơi như vậy thì mình cũng thấy cái ứng dụng nó cũng chơi như vậy đó, là đó mọi người ơi, nó rất là khó khăn để di chuyển đó. Thì mọi người đánh làm sao để cho nó vô lỗ nha. Thì đây mình đánh được tới đây gần cái lỗ thì mọi người đánh nhẹ nhàng thôi chứ không có cần đánh mạnh gì hết. Đánh mạnh là nó bay xa luôn cái lỗ đó mọi người ơi. Thì nói chung là mình cũng đang giới thiệu sơ sơ rồi đó, thì cũng test thử cái đồ này luôn nha. Cái cỏ này
thì cỏ nhân tạo nha mọi người ơi, không phải cỏ thiệt đâu. Còn ở đây mọi người cũng thấy một cái hai hàng cỏ xanh xanh mướt mướt đúng không? Thật ra cũng là chọn cỏ nhân tạo luôn chứ không có phải cỏ thiệt nha mọi người. Cỏ thiệt rất là khó mà đánh. Cái này có thể gõ ra được nha mọi người. Thì nguyên một set của cái này á là bao nhiêu tiền mà? 1.800.000. Nguyên một cái thả này luôn hả? Thả này là 1.800.000. Cộng thêm mấy cái băng nữa tổng cộng đó. Còn cái này là ba mình được bạn của ba mình giới thiệu đi chơi đánh gốc xong rồi cho mượn luôn. Cho mượn 3 cây. Thì mọi người ơi, cây mới cũ sao thấy ba cây. Số 8 ở trên kia. Số 10. Cây này cây số 10 sao đó. Nè trên đầu nè, trên đầu cái vợt nè. Trên đầu này nè, nó có ghi số đó. Số 10. À, như vậy nó có ghi số nè. Đây nha mọi người ơi. Số 10 hình như là một cái cây gậy nhỏ nhất thì phải. Dài nhất. Ủa, dài nhất. Dạ bữa nhất. Chú đưa là 8, 9, 10. Tại bữa nó ba mua bộ 35 triệu. Ôi là trời, họ không mắc lắm luôn. Mà bữa ba mình còn mua cái sắp gì, sắp giấy để mà sắp vé. Mọi người đã đi học, học được đúng 2-3 bữa rồi không học nữa. Xong rồi cô giáo của ba mình đã nói là ba, trời ơi anh lười quá, anh không chịu đi tập gì hết. Bởi vậy lười thiệt chứ mọi người ơi. Tốn quá trời tiền luôn mà không đi học được. Tức ghê. Rồi ba mình hồi bữa mình có đi con mình không được vô. Tại vì mình còn nhỏ nên mình chưa được tiêm vaccine. Ở đó nó rất là nghiêm ngặt nha mọi người. Phải tiêm đủ 2 mũi mới cho vô. Đó bởi vậy ta nói nó rất là khổ tâm gì đâu á. Tức cái mình. Xong rồi ba mình mới vô. Mình thấy thì cái chú tài xế của ba mình á, chú Hải đó, là dẫn mình đi chỗ nào đó có nước thì uống thôi, rồi xong rồi đi dạo quanh gì đó. Rồi xong chú Hải phát hiện ra một chỗ mà có thể coi được ba của mình. Thì ba mình đang đánh. Thì có rất là nhiều người đánh mà kiểu tới qua đầu luôn á mọi người. Đánh nghe bóp 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 luôn. Ba mình đánh vậy nè. Tới khúc trên này là hết luôn nha mọi người. Chưa học tiếp luôn, mở dậy ủa hai buổi lên được tới đó nữa mà. Tiếng là hai buổi nhất là phải lên được tới đây, buổi thứ hai lên được tới đây chứ. Ôi học đẹp dữ á. Nhưng mà không sao, thì mình đang học theo một cái kiểu là kiểu driver á. Thì mình thấy kiểu đó nó khá là khó với mình. Tại vì phải ra ngoài sân để tập cho cái sân nó rộng rãi ra. Thì đó với lại cũng cái cây này cũng không có phù hợp nữa cho nên là mình chỉ tập được ở nhà thôi. Thì đây nha mọi người ơi, cái này ngồi không đau. Nếu mà mọi người có một cái, nếu mọi người mặc đồ nha đó thì chân mình tiếp xúc ở trực tiếp với da thì nó hơi đau á, hơi đau hơi nhột đó. Đó nằm xuống là càng đau nữa nha mọi người ơi. Mình chỉ khuyến cáo mọi người đi hoặc là ngồi thôi. Ok, vậy là đến đây là kết thúc ha. Bye bye mọi người nha. Cái giờ này mua riêng nha.